Xin chào chị em, mình xin giới thiệu đến chị em chiếc đồng hồ Vuotech O'Hare. O'Hare là một trong những cái thương hiệu đồng hồ của Hoa Kỳ, cũng ít nổi tiếng thôi. Chúng ta còn nhớ cái tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió, thì có cái nàng tên là Scarlett O'Hare. Đấy. Và cái nhân vật nam là Jeff Butler. Thì đây, chiếc đồng hồ mà có tên thương hiệu là O'Hare là nó đây. Đấy, đây là một lần Vuotech. Chiếc đồng hồ rất là nữ tính. Đấy, toàn bộ từ thân đến trong mặt số, trong dây đều ở dạng để mi hai màu, tông trắng, có thể trắng anh kim hoặc trắng ngà và vàng. Đấy, viền thế, chúng ta để ý thế là như vậy. Cái kích thước từ bên này sang bên này là 24 mm, dây có bề rộng là 13 mm, điểm bắt thì như là 11 thôi nhưng mà dây rộng 3 mm, kính sapphire. Đấy, đây là vàng 18 carat và được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc đồng hồ mình thấy rất đẹp và nữ tính, như chính tên cô gái Scarlett O'Hara. Đẹp, ma mị và có gì bướng bỉnh. Mình còn nhớ mãi Jeff Butler đã nói với Scarlett O'Hara một câu: đừng khoác lên lưng con lừa tấm da của con ngựa. Khi mà Scarlett O'Hara mãi vẫn yêu một hình ảnh của một cái chàng trai mà cô ấy yêu từ ngày trẻ, nhưng cô luôn mơ mộng, cô luôn khoác vào cái anh chàng đó những cái đặc tính tuyệt vời mà thực tế không hề có, mà chính những cái tính cách ấy lại có ở Jeff Butler là người chồng cô ấy hiện đang có. Nhưng mà cô ấy lại không biết trân trọng. Đấy, cô lại cứ mơ về một cái gì đó hão huyền xa xôi. Chính vì vậy mà Jeff Butler đã nói một câu là: đừng khoác lên lưng con lừa tấm da của con ngựa. À, ngược lại với chiếc đồng hồ này, thì mình thấy nó đẹp cho đúng nghĩa của O'Hara, rất nữ tính, đẹp. Chiếc đồng hồ O'Hara Vuotech của mọi người đây. Đấy, nó là thương hiệu của Hoa Kỳ nhưng được sản xuất tại Nhật Bản. Đề mi 18 carat và thép trắng.